Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Tiếp tục các video về bình xịt điện. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng bình xịt điện mới đến từ nhà sản xuất Kali. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem có những phụ kiện gì trong chiếc bình xịt Kali 18 này nhé. Đây là cần xịt của máy. Đây là thân máy. Dây xịt được nối trực tiếp với thân máy. Khi mở nắp thùng ra thì ta bên trong sẽ có một lọc cáp, một sách hướng dẫn sử dụng, một tay bóp. Adapter sạc bình ắc quy, bộ dây đeo lưng, bộ bếp xịt, bình xịt điện Kali 18D có dung tích là 18 lít, sử dụng bình ắc quy 12V 8Ah, có công suất là từ 0,5 đến 1 MVA, lưu lượng nước từ 1,5 đến 2,4 lít trên phút. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện lại với nhau để thành một chiếc bình xịt điện hoàn chỉnh. Đầu tiên ta sẽ lắp dây xịt vào trong tay bóp. Các bạn lưu ý là bạn chặt lại để tránh đò rỉ nước. Tiếp theo ta sẽ lắp cần xịt vào trong tay bóp. Tiếp theo, tùy các mục đích sử dụng của bạn mà các bạn có thể sử dụng các đầu xịt bét khác nhau. Ở đây tôi sẽ lắp vòi hoa sen. Tiếp theo ta sẽ lắp dây đeo lưng vào trong thân máy. Tương tự với dây ở bên. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy. Bên hông máy chúng ta sẽ có một công tắc bật bình ắc quy, một nút điều khiển tốc độ phun của máy và độ cảm giác sạc adapter. Khi ta muốn sử dụng thì chúng ta có thể bật công tắc sang vị trí on, máy sẽ hoạt động và đèn báo dung tích trong bình sẽ hiện lên. Hoặc chúng ta có thể điều khiển bằng núm vặn tốc độ phun của máy, to nhỏ tùy theo mục đích sử dụng. Bây giờ tôi sẽ đeo lên lưng cho các bạn xem. Thank you.
mình chỉ tìm hiểu kali 18D. Đối với dòng của kali, các bạn có hai sự lựa chọn, đó là kali 18D và kali 16D. Tương ứng với dung tích là bình là 18 lít và 16 lít. Nếu các bạn quan tâm đến các dòng sản phẩm của chúng tôi, hãy liên hệ với số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 34 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.